Sáng nay ngày 23 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 3.000 bộ test nhanh COVID-19 trị giá 300 triệu đồng do Ủy ban Xã hội của Quốc hội trao tặng. Theo đó, số lượng bộ test nhanh COVID-19 sẽ được hỗ trợ phân bổ về các huyện và phân bổ theo kế hoạch đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe đến tập thể cán bộ công chức viên chức Ủy ban Xã hội của Quốc hội về những hỗ trợ quý báu dành cho ngành y tế Bến Tre. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ sử dụng quà tặng y tế đúng mục đích để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.